chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel Tô Màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh hình ảnh một chú mèo đang nằm ngủ trên tảng đá và bên cạnh một cây cổ thụ và có ông mặt trời đam mê nha. Cùng tô màu của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô ông mặt trời màu vàng. Tảng đá mình sẽ tô màu xám. Thân cây mình sẽ tô màu nâu. Nhưng mà cỏ mình sẽ tô màu xanh lá cây.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh ngại ngá chiếc cây. Và chú mèo đang nằm trên một tảng đá ở bên cạnh. Ở bên trên có đám mây và ông mặt trời. Bên dưới sẽ là những đốm cỏ nha. Thì các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay. Mình tô màu cho bức tranh cảnh chú mèo đang ngủ dưới gốc cây nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình.